Tử vi thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1 Tử vi cung bạch dương xem bói tử vi thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy bạch dương có thể đủ mạnh mẽ theo đuổi kế hoạch mà bản thân đã đề ra từ trước nhưng chưa dám làm. Ngoài việc phát huy hết điểm mạnh của mình trong ngày hôm nay thì bạn cũng nhớ cả việc tận dụng sức mạnh của người khác nữa nhé để gia tăng hiệu quả. Về phương diện tình cảm người ấy tỏ vẻ e ngại trước bạn có thể vì một lý do nào đó mà bạn chưa đủ tinh ý nhận ra thế nhưng cũng đừng vì thế mà cư xử lạnh lùng với họ bạch dương nhé việc ăn quá gần giờ ngủ sẽ gây hại cho đường ruột và ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm cũng như bữa sáng của ngày hôm sau do đó bạn phải xem lại giờ ăn tối để không tự rước những rắc rối về sức khỏe vào mình nhé con số may mắn của Bạch Dương ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 23 và 66. Hai, Tử vi cung kim nghiêu kim nghiêu hôm nay cực kỳ nhanh trí, bạn có thể xử lý những khó khăn mà mọi người đang đối mặt một cách nhẹ nhàng. Nếu phải nhận một nhiệm vụ lớn lao hãy bình tĩnh chia nhỏ chúng thành từng việc nhỏ một để hoàn thành. Sự hoang mang và lo nghĩ nhiều hầu như không giúp ích gì cho bạn lúc này. Trong phương diện tình cảm, nếu thương ai hãy bày tỏ hoặc nếu cần cũng thể hiện thái độ đúng mực đừng bi lụy quá kẻo đối phương lại có ác cảm thay vì tình cảm với bạn nhé. Tránh các cơ hội đầu tư mà người ta hô hào là hay lắm, tốt lắm trong ngày hôm nay nhé. Có thể kim như tưởng rằng đó là vận may nhưng chúng lại đẩy bạn vào rắc rối không chừng. Con số may mắn của Kim Ngưu ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 11 và 89. 3. Tử Vi cung Song Tử Song Tử có được đang hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong cuộc sống. Bạn cũng rất biết cách để thúc đẩy và tạo năng lượng cho chính mình. Có rất nhiều ánh mắt tò mò để ý từng động thái của bạn trong công việc nhưng đừng vì thế mà ngại ngùng hãy cứ tập trung vào việc bạn cần làm mà thôi về phương diện tình cảm bạn mơ mộng về một mối quan hệ như trong phim ảnh là không hoàn toàn thực tế trong lúc này cuộc sống còn bộn bề lo toan và cơ bản là cách bạn muốn và người ấy nghĩ không giống nhau cần thời gian để chia sẻ hiểu thêm về mặt sức khỏe, sự ủ rũ chỉ khiến sức khỏe của Song Tử càng bị giảm sút, do đó, hãy chăm chỉ tập luyện lên một chút. Bạn sẽ trở thành một người đầy sức sống và tích cực. Con số may mắn của Song Tử ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 21 và 88. 4 Tử vi cung cự giải bói tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy cự giải đủ biết thời gian hiện tại nên làm gì đảm bảo cho tương lai mình sau này. Một số rắc rối nhỏ có thể trở thành rắc rối lớn khi bạn mất kiểm soát thế nhưng đó lại là lúc bạn cần phải bình tĩnh nhất đừng vội vàng quyết định gì trong thời gian này nhé. Về mặt tình cảm, cự giải than thân trách phận vì sao bản thân không có được hạnh phúc như ý, việc cần làm đó là soi chiếu vào bản thân chứ không phải đổ lỗi do hoàn cảnh. Trong phương diện tài chính, bạn đang có xu hướng tiêu pha mất kiểm soát. Bạn có biết rằng dù kiếm nhiều đến đâu, ăn tiêu lãng phí, không biết chi tiêu rè sẻn cũng hết. Con số may mắn của cự giải ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 11 và 69. Nam, tử vi cung sư tử sư tử suy nghĩ nhiều hơn về tương lai cũng như quá khứ. Dường như bạn đang rất ngại ngùng khi phải đối mặt với cuộc sống hiện tại. Ở nơi công sở bạn cũng có cảm giác cô đơn khi không ai hiểu mình. Thậm chí, một số ý kiến của bạn cũng không thực sự được lắng nghe. Không thể nói, không, với những lời rủ dê của bạn bè nên bạn tham gia khá nhiều buổi tiệc tùng, ăn uống tốn kém. Bạn nên chủ động lên kế hoạch từ đầu tháng để biết bạn có thể chi bao nhiêu tiền cho những việc như thế này. Nếu thức đêm thường xuyên lại ăn uống không đúng bữa, sư tử sẽ sinh bệnh vì vậy. Hãy chủ động xây dựng lại một nếp sống lành mạnh hơn cho mình đi nhé. Con số may mắn của sư tử ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 20 và 88. 6. Tử Vi cung Sử nữ Tử Vi ngày mới của 12 cung Hoàng đạo nói rằng sử nữ càng cao ngạo thì càng bị thiệt trong hôm nay vì chẳng ai muốn gần gũi và giúp đỡ cho bạn cả. Tránh việc chỉ trích ai đó quá đáng chỉ vì những điều họ chưa làm được. Thay vào đó, bạn nên chung sức để hỗ trợ cùng họ tìm ra giải pháp hãy biết dùng tiền để chăm sóc sức khỏe cho bản thân nếu không sức khỏe cuộc sống và chất lượng công việc của xử nữ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều lúc đó bạn sẽ tốn không ít tiền bạc vì nằm viện và thuốc thang trong chuyện tình cảm đừng quá chú tâm vào người ấy khiến họ cảm thấy khó xử cuộc sống của bạn còn rất nhiều điều cần quan tâm bạn nên làm thêm những việc khác để thể hiện sự độc lập của mình nhé con số may mắn của xử nữ ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 23 và 45. 7. Tử vi cung Thiên Bình tử vi phương Tây 12 chòm sao cho thấy Thiên Bình nhớ rằng bạn chẳng thể nào là thiên thần để có thể gặp ai cũng có thể giúp đỡ. Đôi khi bạn cũng cần biết nói lời từ chối đúng lúc để đừng nuôi thêm hy vọng cho người khác đừng ngại nhờ tới sự giúp đỡ có rất nhiều người tốt bụng sẵn sàng hỗ trợ bạn không những thế nếu gặp người độc lập mạnh mẽ bạn sẽ được truyền cảm hứng thiên bình nên nhớ làm giàu nhanh thường lại là cái bẫy khi mới bắt đầu đầu tư kinh doanh đừng mong kiếm được nhiều tiền nhưng bạn cần nỗ lực cố gắng học hỏi trong phương diện tình cảm bạn chỉ cần biết người ấy đang trao cho mình sự chân thành là đủ còn vấn đề tiền bạc tuy quan trọng nhưng đừng xem là nhất vì thực tế nhiều cặp đôi đã cùng nhau xây dựng cơ đồ đấy thôi. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 22 và 68. 8 tử vi cung bọ cạp hôm nay bọ cạp kiêu hãnh nhất định khi bạn nghĩ về những gì bạn làm được trong thời gian qua hãy nhìn những tấm gương của những người đi trước thành công của họ không phải chuyện trong ngày một ngày hai mà là kết quả của cả một quá trình nỗ lực lâu dài vì thế bạn đừng ngại khởi động và nhớ kiên trì với mục tiêu của mình trong mặt tình cảm hai người cảm thấy rất khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung thực ra vì bạn và người ấy chưa tạo thói quen chia sẻ hãy thử dành ra khoảng thời gian nhất định mỗi tối để trò chuyện với nhau xem sao về phương diện sức khỏe bọ cạp đừng quên ăn sáng vì nó mang lại năng lượng cho cả ngày dài của bạn đó là còn chưa tính đến việc bỏ bữa sáng sẽ gây ra không ít bệnh tật đáng ngại sau này con số may mắn của bọ cạp ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 33 và 41. 9. Tử vi cung nhân mã nhân mã quyết liệt trong hành động. Để mọi việc thuận lợi hơn, bạn có thể nhận sự hỗ trợ của cha mẹ. Nếu so sánh với bạn bè đồng lứa cho thể bạn có sự vượt trội nhất định thế nhưng nếu nhìn xa hơn bạn sẽ thấy mình cũng nhỏ bé như ai do đó luôn phải thể hiện thái độ khiêm tốn với mọi người nhé ai chẳng mong có được cuộc sống xa hoa nhưng trước khi nghĩ tới chuyện đó bạn cũng phải biết chịu khó chịu khổ một chút để tích lũy và chăm chỉ làm ăn nhằm thực hiện ước mơ cho tương lai của mình về phương diện sức khỏe nếu như nhân mã thường xuyên thiếu ngủ có thể khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng vì sức khỏe của mắt và gan bạn nên hạn chế việc sử dụng điện thoại di động trước khi đi ngủ. Con số may mắn của nhân mã ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 20 và 99. 10. Tử vi cung Ma Kết tử vi hàng ngày 12 chòm sao dự báo Ma Kết nhận được nhiều lời khen ngợi từ sự kiên trì và chăm chỉ hết lòng của bạn dù bạn xuất sắc tới mức nào cũng đừng ngại thừa nhận sự thiếu sót của bản thân nên nhận ra được ưu nhược điểm của mình thoải mái thừa nhận điểm mình cần cải thiện về phương diện sức khỏe tuy việc bồi bổ sức khỏe là cần thiết nhưng đừng vì thế mà ăn quá nhiều bạn nhé tình trạng thừa cân cũng thường đi kèm theo với rất nhiều bệnh do đó bạn cũng cần kiểm soát lại chế độ ăn của mình chuyện tiền bạc cũng phải phân minh, rõ ràng, và điều quan trọng là ma kết biết nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn sau sự miễn phí. Đó là cái bẫy mà chúng ta thường dễ dàng bị vướng phải. Con số may mắn của ma kết ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 43 và 78. Mười một tử vi cung bảo bình theo tử vi ngày mới bảo bình cần có thời gian tĩnh lại để bạn nhận ra những thiếu sót của bản thân thay vì trách cứ bạn hãy học cách bổ sung thêm các kỹ năng cho mình cuộc sống hiện tại của bạn đã khác xa trước đây nhưng đừng để bản thân bị thụt lùi bạn nên kết giao những người giỏi hơn để học hỏi từ họ nhiều hơn nữa trong phương diện tình cảm đừng hơn thua nhau cũng chỉ vì một câu nói làm gì hai bạn tranh cãi cũng chẳng thể giải quyết vấn đề ngoài việc tạo ra thêm những dạn nứt trong tình cảm. Tuy tiền không mang lại hạnh phúc cho Bảo Bình nhưng nó là tiền đề vững chãi để bạn và người ấy cùng xây dựng cuộc sống. Vì thế, việc tiết kiệm hiện tại cũng là để đảm bảo hạnh phúc cho tương lai của hai người đấy. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 40 và 59. 12. Tử vi cung song ngư song ngư cho thấy một số suy nghĩ cũ kỹ, lạc hậu của cung hoàng đạo này cần thay đổi. Đây là việc không dễ nên đòi hỏi sự thích nghi từ từ bạn nhé. Bạn khá thoải mái trong việc tiếp nhận thông tin và thích nghi với hoàn cảnh. Nhờ thế mà những việc tưởng như khó khăn hóa ra lại không thành vấn đề với bạn. Trong mặt tình cảm, song ngư đang rất dễ cảm thông cho những nỗi đau của người ấy. Thế nhưng đó không nên là cái cớ để họ lợi dụng lòng tốt của bạn đâu nhé. Đừng bao giờ tiết kiệm bằng cách hạn chế đầu tư phát triển bản thân. Bởi đầu tư cho bản thân chẳng bao giờ là lỗ vốn hay hoang phí, đó nên là khoản nên chi nhất cho tương lai của bạn. Con số may mắn của Song Ngư ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 23 và 66.